đầu xe của mình, anh ta nhìn thấy một người rồi, bắt đầu nhảy thẳng ra. M40 đã sẵn sàng hạ gục đông luôn đối phương, tiếp tục tấn công lên. Anh ta đang 1 cân 2, à không, cân 3, và là cân 4, và hạ gục thêm một người nữa, tiếp tục tấn công. M4 đã một rừng xanh quá khủng khiếp trong tay của Kun. Di chuyển thẳng vào khung nhà gỗ, anh ta tìm thấy một người rồi. Roskaza tấn công là hoàn toàn hợp lý. Thêm một người nữa phải nằm xuống. Và đó là 2 người bị nốc, 3 người bị nốc chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Kun đã làm được điều tưởng như là không thể trong pha xử lý vừa rồi. 1-3 trước sự ngỡ ngàng của đối phương. Và như dưới nhảy có thêm một người nữa. Và đó là điểm hạ gục thứ 4. Kun một mình đẩy vào khu vực cổng chờ, anh ta đã đi một mình và phát hiện ra một người nữa. Tấn công là rất khủng khiếp, hạ gục đối phương chỉ trong vòng 1 nốt nhạc mà thôi. Anh cẩn thận bởi vì trong này khả năng cao là sẽ có thêm kẻ thù. Kun vẫn đang di chuyển rất cẩn thận, chỉ tìm thấy một người đã đạt phía xa kia. Không được rồi, đối phương chạy ra những người đồng đội của mình, nhưng Kun không để điều đó xảy ra. Cắt đứt không bắn, không chỉ 1, 2 mà là 3 người cơ. Kun vẫn tiếp tục hạ gục đối phương, 3, 4 người. Trời ơi, thật điên rồ trong một pha xử lý. Kun đang cố gắng di chuyển ra phía bên ngoài kia, cung lũ đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bên này anh ta phát hiện ra một người rồi, bắt đầu lôi Ska ra, tấn công rất gắt gao. Nhưng Ska này tuy không cố gắng bằng rất chuẩn xác. Bây giờ Kun đang phải di chuyển đến phía bên trên kia, một con bò đang xuất hiện trên màn hình, tiếp tục hạ gục mục tiêu. Phần thưởng đang có sẵn, và đây liệu có thêm phải là một lần phần thưởng nữa không? Đây là một, có thể là cân 2 chăng? Headshot là hoàn hảo dành cho vị trí của Kun. Nghe bị đứt súng, anh ta đang lao về phía trước nhưng chúng ta bốc chỉ một máu. Ta phát hiện ra một người rồi, một đối đang một lôi ra, bắn lập tức nốc đối phương. Đang cách đồng đội khoảng hơn 100 mét nhưng điều đó không phải là vấn đề. Chúng đang lao lên, chúng đang tìm thấy những địa bằng ống nước. Anh ta phát hiện ra một người đi rằng tiếp tục đá đạn vào, quá một chút được sang đường tung ra, lập tức bắn nốc đối phương. Và đây là điểm hạ gục thứ 4 Kun trong ván thi đấu lần này. Với 5-1-3 đã sẵn sàng, anh ta tìm thấy thêm một người nữa, tiếp tục đá đạn ra phía xa kia và truy đuổi đối phương, không cho bất cứ ai có thể thoát ra khỏi vùng này cả. Đang căn ke để ném tương băng và đối phương ở phía trước mặt rồi, nhưng Kun không lo gì cả với anh ta có shotgun. Free Fire World Series 2019 diễn ra vào ngày 16 tháng 11 trực tiếp trên các kênh sóng của Ghana Free Fire. Ấn đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Ghana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.